Cân điện tử Japan xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cân điện tử inox để cân lúa ở miền Tây anh chị ha. Video này em gửi cho anh Hữu ở dưới Kiên Giang anh ha. Thì đến mùa lúa rồi thì anh đang cần một cái cân điện tử để cân lúa, cân bao lúa ngoài đồng á. Thì đây chính là hai cái cân inox mà bên em đã chuẩn bị xong cho anh rồi đây. Thì trên cái cân này nó đang có tổng cộng là 4 quả cân chuẩn, thì đặt lên nó sẽ hiển thị đúng bon là 80 kg. Còn cái mình nó tắt lại cho nó chức năng tiết kiệm pin á. Còn khi nào mình cân thì mình chạm nhẹ tới bàn cân thì nó hiển thị sáng số là như này này. Còn không cân thì nó ngủ, nó tiết kiệm pin cho mình. Thì giờ cái video clip này thứ nhất là để cho anh hình dung với em rằng là kiểm tra với em là cân nó chính xác rồi mới yên tâm giao đi cho anh khi anh nhận được thì anh cứ khui cân ra là mình tự tin mình sử dụng luôn chứ mình không lo lắng nữa. Rồi trên cân có 4 quả cân chuẩn thì giờ em sẽ di chuyển qua cân thứ hai để anh thấy được cái cân cho dù mình lấy xuống một quả này nó cũng còn 60, mà cân kia đặt lên 2 quả là 40, đặt 3 quả là 60, đặt 4 quả là 80. Đây là những quả cân chuẩn cho nên đúng bao ký thì cái cân mình cũng đặt sự chính xác đó như vậy đó. Rồi giờ em nói tiếp với anh Hữu về cái việc mà hướng dẫn sử dụng cái cân inox 300 kg TBE này anh ha. Sử dụng cân thì đơn giản lắm, mình đầu tiên á mình để cái cân trên bờ ruộng trên chỗ nào á mà nếu mà nó không có thăng bằng như mặt nền đây nè, mình chỉnh với chân đế này, mình dặn sao cho cái cân nó thăng bằng, nó kiên cố, nó không bị rung rinh là bắt đầu mình yên tâm mình cân rồi. Lúc đó mình nhấn cái nút này nè, nhấn cái màn hình nó sáng lên, cái mình chờ nó khởi động. Trong quá trình khởi động á thì để im cho nó khởi động nha. Đến khi nào mà nó hiển thị 0.0 vậy nè là bắt đầu mình yên tâm mình cân rồi. Rồi ví dụ như bây giờ em bỏ một cái vật gì nhẹ nhẹ đi, cái sợi dây nguồn nó nè, mình đặt lên là nó hiện 0.2 0.2 kg là 2 lạng của mình á. Rồi mình lấy hàng hóa xuống là trở về chứ không, thì lúc đó là mình cứ đặt bao lúa đó mình cân thôi anh ha. Rồi tiếp theo mình nói về cái gì ta, mình nói về trừ bì đi. Nếu mà trong trường hợp mà bắt đầu mình cân á mà không phải là 0.0 mà lúc đó nó 0.1 hay 0.2 vậy đó, thì anh bấm phím 1 trong 2 phím này cho em, zero hoặc là tare. Em nói ví dụ nè, bây giờ trên cân á, khi mà mình dịch chuyển cân, mình kéo cân từ vị trí này sang vị trí khác mà nó dày đây, nó 0.2, nó không phải là 0.0, nếu là mình cân á, thì mình bấm zero vậy mà bấm một cái lập tức cái cân nó trở về zero á. Lúc đó mình bỏ bao lúa đó mình cân thông thường thôi, chỉ đơn giản như vậy. Cái tính năng đó gọi là tính năng trừ bì anh ha. Nhưng mà nôm na trong dân gian mình thì mình gọi là tính năng bấm dì mo. Nôm na là zero nè, tare nè, hai phím này nè. Trước khi mình cân mà cân nó không phải là 0.0 thì mình bấm một cái cho em, vậy là xong. Còn mấy cái tính năng, mấy cái phím này nè được sử dụng trong quá trình cài đặt của bên em á, hoặc là sử dụng một chức năng, số chức năng công nghiệp khác. Nhưng mà nôm na là trong quá trình mà sử dụng cân cơ bản, cân lúa, cân thóc gạo á, thì tắt mở đây, tắt thì nhấn 2 giây, rồi mở thì nhấn vô, màn hình sáng buông tay ra, chờ cân khởi động. Khởi động xong rồi mình mới yên tâm bắt đầu mình cân. Còn hai phím này, zero và tare là hai phím bấm về mo. Rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi anh ha. Và nhớ với em một chuyện nữa nè, khi mình cân á thì trên những cái đèn này nè, ở trên này nó không có đèn nào sáng hết anh ha. Không có đèn nào sáng hết, trừ khi nào mình sạc pin á thì đèn AC nó mới sáng. Nghĩa là khi nào mình cắm điện vô thì đèn AC lên cái chỗ này nó sáng. Rồi còn thông thường không có gì sáng hết. Nếu mà có một cái đèn nào nó sáng ở đây thì lập tức gọi cho em số này. Ha, bên em sẽ hướng dẫn bấm chuyển lại chế độ cân thông thường. Còn khi một khi nó hiện cái này cái kia gì đó thì nó nằm một cái cân khác mà cân lúa, cân thóc, cân gạo mình không quan tâm tới. Rồi còn cái cân này cứ nhớ giùm em là nó khoảng chừng 30 giây mà không cân là cân nó ngủ thôi, nó ngủ để tiết kiệm pin cho anh đó. Rồi còn hết pin thì cái chỗ này nó đèn battery nó báo nè, khi còn khoảng chừng 1 đèn 2 đèn là anh cắm điện cho em, cắm điện khoảng chừng 4 tiếng là đầy pin rồi anh. Điện mà cắm điện sạc bằng cái dây nguồn mà tụi em đã gửi kèm theo cân gì nè, dây này mà mất thì mua tìm điện cũng có luôn, chỉ cần 3 lỗ giống vậy. Hoặc là rút cái dây nguồn trong sinh nồi cơm điện ra cắm sạc cho cái cân cũng được anh ha. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cân này một lần nữa khẳng định với anh là nó bằng inox bên ngoài nó nè, nguyên cái phần ngoài của nó inox 304 hết, cho nên là nó chống đĩa tốt hơn, nó ngăn ngừa cái sự tác động bên ngoài tác động đến cân ha. Cho nên nó thật sự bền hơn so với một số cái cân ghế ngồi, cho nên anh chọn cái cân này ra cân lúa Kiên Giang là một lựa chọn hợp lý luôn. Rồi chiều nay hai cái cân này sẽ được gửi về anh qua Trần Tô Châu anh Hữu nha. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Và chúng ta đã vừa xem xong video clip cân thực tế cân inox TBE chuyên để cân lúa anh chị ha.
Và cái cân điện tử mà anh chị đang thấy trong màn hình cũng chính là cân điện tử thực tế mà khách hàng ở Kiên Giang đã nhận được và sử dụng hiệu quả, đang cân lúa ở ngoài cái đồng ruộng và chụp hình gửi đến cân điện tử Gia Phát. Nếu anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này hữu ích, nó mang đến cho anh chị những cái thông tin hữu ích về dòng kênh điện tử, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video clip mới nhất từ kênh điện tử Gia Phát anh chị ha, về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kênh điện tử ạ. Một lần nữa kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã xem video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.